sầm rạp thọp chia ra bằng phun được hơi nhé sạt đó lắm việc chạy mà nó sẽ lún nó bằng phun thì đầm tự lún như nấu phun mút là thì việc sạt đó bằng phun nó lạch chạy mà. Con khơi nhỉ nung thạt nó nâng sạch đất luôn đây phải chia vào rót dưỡng đắm á chú là khi đắm chẳng là bảo vô chú đầy chân à nghiệp lâu chân cả môn nó sẽ tập đi trên mặt đầm thợ đầm luôn nữa thợ chà vía thợ chà cốt á lên trên màu đầm năm na nữa lâu nó vía lọt vào đầm nó chiều vừa rót nhưng cặp đầm luôn đầm ấy để nhầm nôm lâu để thoát lên tàu ạ phương tiện nhé tàu tàu chu lọc môn lương á nghe bà phương tiện nhé đầm thì luôn á đổ vào đó rồi nâng nằm tu chương phnum nâng nằm bọc chỉ vừa rồi dương thương bốc phnum thế bà phương rồi sắt đất luôn như là luôn chân mưa mà mưa đốt đây cái tôi nè bục nung một cây đó thì nhớ bao con nè nè thì nhớ bao con này chiều ra dương thứ nung mà tôi nung nung sắt đất luôn mà bao con tôi dương nên miền Euro miền này sài chấm cà nắng dương sliệt đầm từ luôn đầm mây tấu tại từ luôn đường rước bụi vì thế nào khla đông mưa mà khla tấu ớt thế nào khla mưa chạy mò sét từ vua tàu bụi vì khla tấu mưa mông sau phong thôm của thôm sau bàn từ ngôn dương lần lô chẳng còn cái nông ngập bột chương phnum bục phnum thùng đỏ có mà con nữa mưa thuận đặt chúng tôi phnê ngon thế nè bà con thấy nè bục vua và rất là luôn nắng nằm bờ bờ mưa bà con nó kêu bức mà là cho nâng sẽ được côn chưa như là côn đâm thúng thì tục nó nằm vào vốn mưa bằng vốn địch tôi phân đấy nhau rồi sắt từ luôn mà hình côn chưa như là côn thúng thì tục đấy đầy nấu là nấy đầy mà đi chrome nó thì lược rồi chẳng tập khu tập chrome nó ở đó nè bạn mưa man đầy máu à đấy bà con mưa họ xuất ra từ luôn mi cái hào từ luôn chân dương môn đúng thì anh ấy đừng mãi thế nhưng mà sâu score đấy bà con mãi thế nhỉ mưa họ lo đó lo đục mong thế này không tức mong bà hay thì là khai tiết mà khai tiết lịch ba lo rồi đó được là kiểu bực mà sạch xa tiết nè mới bao phôn mưa chứ mà crom nó bưng nó
bưng cô xa tiết là nhóm thọt bì ngài tấu bạn tôi chiến với nó ngài bì chẳng rất là luôn món bà phụ luôn luôn đó là những bài chế đâm bực lẽ phía mê bì mê máu đó ngay bạn ở khuyên miên ngọt mình ấy đốt sốc bọc gì máu nè đốt áp tiết nè bà phụ này bừng bừng mà phải hay chỉ mệt bay đớm những cái đâm ạ đâm vô mà sát bọc kỳ món cho mưa mưa mông la đấy bọn phụ nữ đây chứ hả riêng ở đây sạch nhưng riêng thu thu với mưa mà chứ bạn mưa màu đã lo cho em chắc kia nhưng mà vay lắm thì bọn phụ là khá nó chọc chương phụ mong thì bọn phụ nữ nó thế thmưng món o món nè bà bồ nghe hạt món thế thòm chít nè bà bồ nghe nè chọc chương phụ món nè thì xa đấy mà con lâu nay con này chọc chim thum thmo mô 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 cái bục đầm từ luôn cái tây dao đó bằng phụ nữ cái ập trục từ ni đây đi người nhật là tàu cực mạnh đo lên tàu ruông chạy ruông y chẳng tàu nhật là tàu kỳ tư tệ chùm ca chẳng nè thì tàu vừa dưỡng đam à xa vì bầm bay khai bầm mui khai ấy dựng đỏ nồng mùi xin nắm dựng thư bàn bì đòn này dân và tha vô ngạch tất dựng đam bàn đề mà xin nắm bàn đề đỏ màu bì đọc khai mà xin nắm nó mà bàn đỏ về khu biển tại khắc mưu khắc ọt thì vô ngọt nó tại cái đam này sẽ rất là lo bất kỳ cái rước mưu đâm na ôi phol đâm nằm ôi phol chẳng nằm bà vốn bạn phol một cái chu chết tàu ở bạn phol ấy thì lên châu chẳng à thì đau rồi à đau na để hồi phol mau đuổi thả đau tôi mồm mồm mình mũ bên bên cọ đây bên bên phu chướng nè chết mà sau kia chết từ ngun mòn đường hà chung của tôi mà có đông miền nè mà rồi chiên rồi thay mà rồi xam chẳng à mà bộ thà vua mà tất ở đây bằng phương nữa mà không ai ha hục chết ha hục chết đó học đó rồi thì không phân hết về thà vua mà sáu bà mà rồi mà thấy thùng rồi xám rồi đọc dừng dừng bục viên này nó bục này nuôi kia cha nhà mà sau đây bằng phương này sau thì chưa từng ngôn nhưng mặt đường đó khi mà ôn nhóm ta việc qua có hơi bị hào hào nó không so sánh mà nó đòi việc thằng liền mà rồi đắp mà rồi tràm đắp phơi xám bư phần màn người rong đấy bàn là bị tàu chiến thà vô ngà tất ọt dâu chứ bằng phun hết ọt sâu bàn phò vì chiết ra là dương hà ngũ tô ra phớt hay về riêng ọt so riêng màu màu mấy cái người đang bịa và thà vuông à mà sáu những đã tôi khuyên so mà về ngút khuyên so hỏi về chiết mà sau về trâu nó về ngun nó những lần đó những bàn kilo ngun trắng thà vuông là tất ập về đâu chứ bằng phun hạn tại dương chua là trắc kỳ nè trắc luôn ấy đâu còn chua kỳ phong chua kỳ đâm phong chua kỳ lực rong phong chua lấy phong nó ở bàn mà này bà phụ này nên là phật khan đừng nên chẳng nhầm đầu pin nhầm sum ra mình tự sinh bye bye việc trò chạm chung này tiệt bye bye.